liên tục trong những ngày qua, thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long nhận được nhiều thông tin vui từ các giải đấu trong nước và quốc tế. Cụ thể, tại giải vô địch Taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á năm 2022 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, vận động viên đội tuyển Taekwondo tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hồ Cẩm Giang xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung quyền. Trước đó, giải vô địch xe đạp đường trường và điển hình trẻ toàn quốc năm 2022 lần thứ 27 diễn ra tại Thanh Hóa từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 8. Các tay đua trẻ Vĩnh Long thi đấu xuất sắc, ấn tượng hơn so với những mùa giải trước và đạt 14 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, 20 đội tuyển thể thao gồm năng khiếu, đội tuyển tỉnh tham gia các giải đấu trong và ngoài nước, đạt tổng cộng 131 huy chương, trong đó có 28 huy chương vàng, 42 huy chương bạc và 61 huy chương đồng. Thành tích nó được nhiều yếu tố. Thứ nhất là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng dân. Thứ hai là sự chỉ đạo sâu sát của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. Và thứ ba nữa là sự quan tâm của các nhà tài trợ. Đó là những động lực to lớn. Bên cạnh đó thì sự hỗ trợ tích cực của Liên đoàn Thể thao các môn của tỉnh. Và đồng thời là quan trọng nhất là sự cố gắng tận tình của các thầy cô cùng sự nỗ lực của các vận động viên đã tạo nên một cái sự đột phá về thành tích. Hiện các đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long đang ra sức tập luyện để chuẩn bị tham gia thi đấu các môn của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào tháng 12 năm 2022, với mục tiêu đề ra là lọt vào top 15-20 tại đại hội này.